trở về gần sảnh chính, ngồi trên ngựa tịch giao nhỏ giọng nói. Đa tạ thái tử điện hạ, điện hạ có thể để tịch giao xuống ở đây. Nguyên Minh lập tức gạt bỏ. Không sao, ta sẽ đưa nàng tới chỗ ngồi. Lúc này tịch giao nghe thấy ở gần đó. Cẩn nhi hôm nay cũng đến sao. Đại thọ thứ 50 của mẫu hậu, tất nhiên nhi thần phải đến chúc mừng rồi. Tịch giao quay đầu lại nhìn vào mà nghĩ. Là ngày ấy, tư không cần. Tại đây hoàng hậu nói. Ừm, mẫu hậu cảm ơn, lâu rồi không gặp con, con gầy đi rồi. Lan Phi buông lời mỉa mai, đúng thế thất hoàng tử ngày càng gầy yếu nhưng hôm nay vẫn đặc biệt đến chúc hoàng hậu nương nương đúng là tấm lòng hiếu thảo đúng không chiêu vân tỷ tỷ lan phi muội muội nói phải thất hoàng tử đúng là vẫn luôn hiếu thuận đúng thế hiếu thuận giống như cốt nhục của hoàng hậu vậy nếu người nào không biết còn nghĩ chiêu vân tỷ tỷ thấy chân thất hoàng tử không tiện nên muốn bỏ rơi thằng bé khiến cho nói tới đây liền bị hoàng hậu ngắt lời đủ rồi hôm nay là thọ thần của bổn cung lan phi có thể ngừng rồi chiêu vân nhìn cảnh tượng trước mắt mà nghĩ không biết Tư Không Cẩn có biểu cảm thế nào. Bất ngờ Thái tử Bế Tịch giao trên tay. "Thái tử điện hạ, mau thả ta xuống, như thế không tốt cho thân phận của người. Vừa rồi ta và nàng cưỡi chung ngựa đã bị người khác nhìn thấy, trước mặt ta nàng càng phải thản nhiên hơn." Nghe vậy Tịch Giao đành im lặng để cho Nguyên Minh Bế đi vào. Những đại thần ở đó nhìn thấy liền dùng ánh mắt dò xét nhìn vào. Đi đến chỗ ngồi, Thái tử cẩn thận đặt cô vào ghế. Vừa ngồi vào ghế, Tịch Giao liền cảm thấy lạnh sóng lưng bởi ánh mắt của Tư Không Cẩn. Cô toát mồ hôi thầm nghĩ: ánh mắt của ngài ấy bình tĩnh đến lạ ánh mắt thoải mái hài hước đâu mất rồi ngài ấy vẫn đang nhìn mình ánh mắt này là thăm dò sao ngài ấy lại nhìn mình như vậy rốt cuộc tư không cần muốn biết gì từ mình xem ra mình nên nắm tay ngài ấy thử nghĩ vậy cô khập khiễng đứng dậy hoàng thượng hoàng hậu nương nương khi nãy chân của thần nữ bị thương thái tử điện hạ cứu thần nữ và đưa thần nữ về vẫn mong hoàng hậu nương nương thứ lỗi giờ thần nữ có thể đi xem vết thương không ạ sao lại không cẩn thận như thế vài ngày nữa là thành hôn rồi phải chữa trị cho tốt đúng thế đúng lúc cẩn nhi cũng đến rồi để thằng bé đi cùng ngươi đi vâng tịch giao khập khiễn đi về phía tư không cẩn gần tới nơi thì cô bị vấp ngã cô ngã nhào về phía tư không cẩn mà la lên ối ra bàn tay cô vừa chạm lên tay ngày ấy cô đã lộ rõ nét mặt ngạc nhiên cận vệ đi cạnh tư không cẩn thấy vậy thì hốt hoảng la lên sở tiểu thư người không sao chứ hắn vươn tay định đỡ cô lên liền bị cô hất ra trong vô thức hắn bật người té ngã vô tình kéo theo tư không cẩn Tịch Giao thấy vậy thầm hoàng, chết rồi, mình vừa làm gì vậy? Theo phản xạ cô nắm lấy tay Tư Không Cần kéo về phía mình. Cảnh tượng sau đó khiến mọi người há hốc. Chiếc xe bể nát. Tư Không Cần thì nằm đè lên Tịch Giao. Triều Vân nhấm nháp ly trà mà nói, đúng là mất mặt. Còn không mau đỡ bọn chúng dậy, ngẫn ra đó làm gì? Người hầu chạy đến đờ thì cô xô tay, rồi nhìn sang Tư Không Cần mà nghĩ, Tư Không Cần ánh mắt của hắn lúc này vô cùng lạnh lùng, còn xen chút nhẫn nhị vậy mà còn giả vờ như không sao? Lan Phi lên tiếng thất hoàng tử hình như càng yếu đi rồi, đến việc đứng dậy cũng phải nhờ người khác đỡ. Lan Phi muội muội quan tâm nhiều quá rồi đấy. Một mình trường lạc quận chúa không đủ lao lực sao? Triều vân tỷ tỷ, muội chỉ cảm thấy đáng thương cho thất hoàng tử thôi, đến mẫu thân ruột thịt cũng. Hoàng hậu khó chịu quát. Được rồi, dừng lại hết đi. Hôm nay là thọ thần của bản cung, các ngươi không ngừng được sao? Chiêu vân đứng dậy đi đến gần tư không cẩn, rồi buông lời lạnh nhạt. Bị như thế còn muốn đến sao? Đúng là khiến ta mất mặt. Tịch giao nghe vậy thì nghĩ, bọn họ không phải quan hệ mẹ con bình thường. Có người mẹ ruột nào lại chán ghét con mình đến thế chứ? Tư không cẩn, tay hắn đang run, hắn đang nhẫn nhịn. Mọi người ở đây đều cười nhạo hắn. Hắn đã từng là anh hùng lập nhiều chiến công cho đất nước, đến mức tàn phế. Nhưng chỉ vì chân xảy ra chuyện mà một đám người này lại đối xử với hắn như thế. Tịch giao tự mình dìu tư không cần đứng dậy. Cô đối mặt trực tiếp với Chiêu Vân, liền nhận ánh mắt khó chịu của bà ta. Ngay sau đó cô lên tiếng, Hoàng thượng, Hoàng hậu nương nương, thất hoàng tử không khỏe, tịch giao đưa ngày ấy về, lan phi ngứa miệng lại xen vào ô không phải lúc nãy bị thương sao giờ lại có thể đỡ người được tịch giao đáp lan phi nương nương thần chỉ bị thương ở chân tiểu thư sở ra thật sự không giống lời đồn nghe nói mấy ngày nay đã từ bỏ ý định với tam hoàng tử chớp mắt đã ôi đúng là lòng người khó đoán lan phi nương nương lòng người khó đoán hay không thần không biết thần chỉ biết sắp phải gả cho ngài ấy là vị hôn thê của ngài ấy còn quy củ gì đó thần không biết chúng ta đi thôi bất ngờ chiêu vân gọi chờ đã ngươi là con gái của sở lão tướng quân, sở tịch giao. Đúng thế. Nếu vài ngày nữa chuẩn bị kết hôn, thì đây là quy củ mà ngươi học được khi gặp trưởng bối sao. Phụ thân ngươi dạy ngươi thế sao? Chiêu vân quý phi, thần là thê tử sắp được gả, thần không biết việc bảo vệ phu quân mình thì có gì sai. Quý phi nương nương nếu đã là mẫu thân của ngài ấy, lẽ nào không biết bảo vệ con mình sao? Bị tịch giao nói vậy bà ta tức đến nghẹn họng. Ngươi, nương nương chẳng lẽ không thấy ngài ấy rất buồn sao? Mong nương nương thứ lỗi, thần phải đi rồi. Tịch Giao cứ như thế dìu Tư Không cần ra thẳng xe ngựa, vào bên trong cả hai rơi vào không khí im lặng, không nói với nhau lời nào. Cô thầm nghĩ, giờ chắc hắn cũng không dễ chịu gì. Bình thường đều ra vẻ bình thản, dáng vẻ này khiến mình không quen, hoặc có lẽ hiện giờ hắn cần yên tĩnh một lúc. Nghĩ vậy cô đứng dậy định rời đi, thì bất ngờ ngày ấy giữ tay cô lại. Nàng cũng xem thường ta. Ngày sao thế? Nàng cũng xem thường ta đúng không? Ánh mắt của ngài ấy làm cho cô có chút sợ hãi. Tay! hắn nắm chặt tay mình như thế nhưng thuật đọc tâm của mình vẫn không có tác dụng đây rốt cuộc là trùng hợp hay có lý do khác tại sao mình có thể nghe được suy nghĩ của người khác nhưng suy nghĩ của tư không cần thì không nghe được đột nhiên ngài ấy buông tay ra nói tiếp đến nàng cũng xem thường bổn vương nàng ra ngoài đi ta không thế vừa nói tới đây tư không cần lại hét lên ra ngoài mau ở một diễn biến khác buổi tối cung yến vẫn được tiến hành như cũ quan khách tụ tập đầy đủ tại đại điện hoàng cung bắc minh tất cả đều là quý nhân gia tộc quyền quý, ban ngày tỷ võ, ban đêm tỷ văn. Tịch Giao đang ngồi nhâm nhi trà thì bất ngờ có một ly nước đổ về phía mình. Nô tỳ làm đổ nước thì sợ hãi quỳ xuống. Ối, tiểu thư, nô tỳ không cố ý, nô tỳ biết sai rồi. Tiểu thư cởi áo ngoài ra để nô tỳ đi đổi ạ. À? Ừm. Cô vừa cởi áo ngoài ra cho nô tỳ cầm đi, thì có một cái áo khác khoác lên. Là Sở Văn Tịch, cậu vừa khoác áo cho Tịch Giao vừa nói. Nơi này nóng quá, để nhờ ở chỗ tỷ vậy. Văn Tịch, đang vào mùa đông, đệ mặc ít cẩn thận lạnh đấy, mau mặc áo vào đi. Đột nhiên Tống Thị xuất hiện hét lớn. Tịch giao, trời hôm nay lạnh cóng, ngươi lại giành áo của đệ đệ mình sao? Nếu tịch nhi của ta nhiễm phong hàn, thì ta biết làm sao đây? Thả ta ra. Tịch giao hất nhẹ tay bà ta ra, thì bà ta ngã ra ăn vạ. Lão gia ơi! Ngài xem con gái cưng của ngài này, nó còn dám ra tay đánh ta. Lão gia ngài mau nhìn đi, mau dạy dỗ đứa con ngỗ nghịch này của ngài. Sở chính anh liền đi tới gọi. Tịch giao, con làm gì thế, con đẩy di nương con thật sao? Phụ thân, con không đẩy, bà ta thích bỏ ra đất đấy thôi. Ông ta ôm Tống Thị trong lòng vội hỏi. Văn tịch, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Văn tịch đáp. Mẫu thân túm lấy áo của trưởng tỷ, sau đó ngã xuống đất, con không thấy tỷ ấy xô mẫu thân. Bà ta bị vạch trần thì vội phân bua. Lão, lão ra, là thế này, thiếp cũng có lỗi, hôm nay mang đôi giày hơi bất tiện, lúc nãy vội quá nên mới bị ngã, chuyện này cũng không trách tịch giao được. Chỉ vì chuyện bé tí này mà khóc lóc kêu la, còn ra thể thống gì nữa đã có tuổi rồi đừng có làm mấy chuyện mất mặt này nữa tịch giao xoa đầu bất lực đời trước không nhận ra tống thị là người vô lại như thế lúc này một nô tỳ đi đến tiểu thư nô tỳ mang áo ngoài đến cho người rồi đây bên ngoài đại điện miệng chi diều tư không cẩn mà làm bầm bá diễn ca trước giờ huynh chưa từng rơi vào hoàn cảnh như thế hơn nữa chiêu vân quý phi không phải không đồng ý sao chẳng lẽ huynh vì tịch giao nàng ta là đích nữ phủ tướng quân sao có thể cam tâm tình nguyện gả cho ta chứ đệ đừng quên, sau lưng nàng ta còn có sở giả, dục vương. Ý của huynh là, việc từ hôn của nàng ta chỉ là một màn kịch, để phủi sạch quan hệ giữa dục vương và phủ tướng quân thôi sao? Bá diễn ca, vậy huynh đối với nàng ấy, có phải? Tư không cần ngắt lời. Chúng ta nên vào thôi. Ở một nơi khác một người hỏi. Biểu tỷ đi đâu thế? Vừa rồi hoàng hậu nương nương truyền ta ra có việc. Vừa rồi lúc tỷ không có mặt, có công nhân đến hỏi tỷ muốn tỷ thí thứ gì, hình như là đến ghi chép, muội đã báo danh cho tỷ thi cầm rồi nếu biểu tỷ cảm thấy khó khăn vậy có thể để muội thay tỷ tịch giao dứt khoác đáp không cần chẳng lẽ biểu tỷ muốn rút lui sao không được biểu tỷ sẽ khiến người khác chê cười phủ tướng quân chúng ta lật lọng mất để ngươi thay ta thì mới là trò cười ta tự lên tịch ngọc cũng đứng một bên nói thêm vào tỷ tỷ thật sự muốn lên biểu diễn cầm nghệ sao đúng là dũng cảm thật sau thẩm tiểu thư là đến tỷ rồi giờ rút lui còn kịp đấy tịch giao gửi lạnh một tiếng rồi nghĩ trò này của ngươi muốn khiến ta mất mặt làm sao ta không biết chứ nhưng ta hiện tại sao có thể giống đời trước. Tới phần trình diễn của tịch giao, cô vừa đi lên thì có người sầm xì. Đây là nữ nhi của sở lão tướng quân sao. Mới 16 tuổi thôi mà cử chỉ lại thành thục đoan trang như thế. Quả nhiên không thể tin vào lời đồn mà. Bàn tay cô lướt nhẹ lên dây đàn, ở bên dưới đã sầm xì với nhau, tiếng đàn thật sự xúc động lòng người. Trông bình thường không có gì vậy mà tự nhiên lại khiến người khác kinh ngạc thế. Ta cứ tin lời đồn, nghĩ nàng ấy không lộ mặt là vì vô tài vô đức, hôm nay xuất hiện rồi, lại khiến cả thiên hạ kinh ngạc như vậy thì có gì chứ các người chưa từng thấy tài nữ chân chính thôi bất ngờ có người lớn tiếng mọi người mau nhìn kìa sau lưng sở đại tiểu thư là gì hình ảnh một con kỳ lân uy mãnh đang phản chiếu phía sau tịch giao bọn họ chỉ tay bàn tán là kỳ lân một con kỳ lân vô cùng to lớn trên người nữ tử này hiện kỳ lân đó chính là điểm lành lẽ nào thần linh hiển linh sao không đúng kỳ lân là vật tôn quý vạn thọ của thế gian sao lại xuất hiện trên người sở đại tiểu thư Sở lão tướng quân, ngài sắp xếp như thế là vì âm mưu cái gì? Tịch Giao lúc này mới giật mình nhận ra, là nha hoàn lúc nãy mang đến, muốn mượn chuyện Kỳ Lân để chấn áp phủ tướng quân, còn non lắm. Bất ngờ thái tử xuất hiện lấy áo khoác lên cho Tịch Giao. Bên dưới lập tức ngưng bàn tán. Tịch Giao quay qua nói, "Điện hạ, chiếc mãng bào này tượng trưng cho thái tử." Ngài ấy đáp, "Chẳng qua chỉ là chiếc áo bình thường được thêu chỉ vàng đặc biệt mà thôi, thế mà các người cũng bịa chuyện được. Ta nhắc nhở luôn cho những người có mặt ở đây, sau này đừng làm những chuyện tính kế người khác nữa nếu không bản cung nhất định sẽ không tha phụ hoàng mẫu thân nhi thần hổ thẹn thất đệ sắp đại hôn nhi thần muốn mượn cơ hội này tặng cho thê tử đệ ấy một chiếc áo coi như lễ gặp mặt không ngờ lại gây ra dị nghị như thế hoàng đế hỏi chuyện tối nay nhất định sẽ chuyển ra sở ái khanh có chú ý gì không thần tịch giao lập tức ngắt lời bệ hạ chuyện này phụ thân của thần hoàn toàn không biết gì xin bệ hạ thông cảm cho tấm lòng của thần nữ để thần nữ tự xử lý việc này được nhận được sự chấp thuận của hoàng đế tịch giao xoay lại trả áo choàng cho thái tử điện hạ hôm nay thần nữ phải phụ lòng tốt của ngài rồi dứt lời tịch giao đưa tay xé duệt cái áo bị rách ra cô nói chuyện hôm nay chẳng qua chỉ là một chiếc áo có chất liệu đặc biệt thôi hiện giờ chiếc áo này cũng không còn nguyên vẹn thần nữ tin rằng những người có mặt ở đây sẽ không vì chuyện lừa người này mà tiếp tục bịa đặt mê hoặc lòng người bệ hạ nương nương hôm nay thần nữ đã gây ra không ít rắc rối không còn mặt mũi nào ở đây chúc thọ nương nương nữa thần nữ xin lập tức về phủ đóng cửa hối lỗi. Bên ngoài đại điện, phụ thân, hoàng thượng đã nổi lòng nghi ngờ người, phủ tướng quân chúng ta có tay mắt, sau này chúng ta nhất định phải hành sự cẩn thận. Việc này do nha hoàn của con dở trò. Phụ thân, người nói xem người đứng sau, liệu có phải tư không thánh dục không? Tuy hắn ta là kẻ tình nghi lớn nhất, nhưng chúng ta không thể manh động, chỉ nên im lặng chờ đợi, tìm ra điểm khác thường. Tịch giao liền gật đầu đồng ý, tại phủ tướng quân, mọi người trên dưới thấp thỏm bất an. Tịch giao đứng ra hỏi, mọi người có biết nha hoàn theo ta vào cung đang ở đâu không tiểu thư nói nha hoàn đi thay đông nhi tỷ tỷ ạ vừa rồi nô tỳ nghe nói hình như thu phương về quê thăm gia đình cũng không biết có thật hay không thu phương hôm nay đã phạm lỗi ta chưa kịp trừng phạt đã vội bỏ trốn cho dù thế nào cũng phải tìm được nàng ta không thì các ngươi dọn đồ rời khỏi đây hết đi ta là trưởng nữ của phủ tướng quân sau này việc ta nên quản lý sẽ không làm qua loa các ngươi nên dẹp ý đồ không nên có đi phạm phải lỗi ta sẽ phạt nặng lúc này tống thị đang tức giận đập phá đồ đạc Tịch Ngọc đứng một bên châm trọt. Nhị phu nhân tức giận vì hại tỷ tỷ không thành sao. Bộ áo kỳ lân theo chỉ vàng đó, thế gian này chỉ có phu nhân mới thêu được. Bà ta quay lại hỏi. Ngươi có mục đích gì? Ta đến giúp bà. Hủy hoại tỷ ta, cướp hết mọi thứ từ tay tỷ ta. Thậm chí, là nam nhân. Nam nhân? Lẽ nào ngươi muốn cướp tên bại liệt không đi nổi nửa bước kia? Phu nhân, bà đừng để tỷ ta lừa, tỷ ta đã sớm yêu dục vương say đắm, rất khó thay đổi. Nhưng dục vương lại không có ý gì với tỷ ấy, đây chính là cơ hội để ra tay. Nếu đã như vậy, ta và ngươi đều chung một mục đích, vẫn nên thành thật với nhau thì hơn. Dứt lời cả hai bắt tay nhau cười ha ha. Buổi tối vài ngày sau, một không khí náo nhiệt đang diễn ra. Tịch Giao thì đang đi dạo cùng Đông Nhi. Một bên khác Tịch Ngọc hỏi. Liên Nhi, ngươi chắc chắn đêm nay Dục Vương sẽ đến chứ? Vâng thư tiểu thư, nô tỳ đã nghe ngóng kỹ càng rồi, sẽ không có sai sót gì đâu. Tốt, ngươi lui xuống đi. Liên Nhi vừa rời đi, cô ta đã nở một nụ cười nham hiểm cùng với lọ thuốc trên tay. Tỷ tỷ, không phải tỷ luôn muốn có được Dục Vương điện hạ sao? Hôm nay để muội giúp tỷ thực hiện nguyện vọng này nhé, để ta cho tỷ biết thế nào là dục tiên dục tử. Nếu như để cho Thiên hạ biết tỷ cự tuyệt Dục Vương, rồi lại bò lên giường ngày ấy, nhưng sau đó lại gả cho đệ đệ ruột của Dục Vương điện hạ, thì mọi người sẽ nghĩ thế nào nhỉ? Cẩn Vương điện hạ sẽ cho người vị trí nào? Làm sao đối mặt với mọi người? Ha ha, chỉ nghĩ thôi đã thấy kích thích rồi. Ha ha ha. Một lát sau Dục Vương tới không thấy Tịch Giao liền hỏi, Tịch Giao không có ở đây sao? Vâng, đại tiểu thư lúc này tịch ngọc xuất hiện hành lễ tịch ngọc tham kiến dục vương điện hạ sao lại là ngươi tỷ tỷ ngươi đâu điện hạ tỷ tỷ ra ngoài từ sáng sớm có lẽ có việc bận liên nhi đứng một bên thầm nghĩ sáng sớm không phải chiều tối mới ra ngoài sao dục vương nghe vậy thì xoay người vậy bản vương cáo từ đợi đã điện hạ á à, cô ta chạy tới vô tình đụng chúng thánh dục mà ngã người ra sau một lần nữa được thánh dục đỡ lấy ngươi không sao chứ điện hạ tịch ngọc không sao điện hạ đã cứu tịch ngọc hai lần tịch ngọc nhất định sẽ báo đáp điện hạ thôi đi ngươi không sao là được rồi nếu như ta nói có thể giúp ngài và tỷ tỷ làm hòa thì sao ngươi có thể giúp bản vương sao cô ta đưa cho thánh dục một lọ thuốc thuốc này gọi là hoán tâm tư tán chỉ cần uống vào đến tám con trâu cũng không cản được ngọn lửa trong người ta nghĩ chắc điện hạ sẽ hiểu thánh dục ngờ vực nàng ấy là tỷ tỷ của ngươi sao ngươi có thể làm ra chuyện bất đạo như vậy chứ điện hạ và tỷ tỷ yêu thương nhau thật lòng hơn nữa ta có ơn với điện hạ theo lý thì nên giúp hai người mới đúng bây giờ giữa điện hạ và tỷ tỷ chỉ là một tấm vải mỏng chưa xé rách mà thôi làm thế nào thì điện hạ suy nghĩ kỹ đi một lát sau tịch giao trở về thì tịch ngọc gọi tỷ 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 đã về rồi dục vương điện hạ đến đây đến một hớp trà cũng không uống cứ ngồi đợi tỷ ở phòng khách bây giờ trái tim của điện hạ đều ở trên người tỷ tỷ đừng để ngài ấy giận mau đến xem ngài ấy đi tịch giao liếc mắt liền nhận ra nhìn vẻ mặt tràn đầy mưu kế của ngươi ta đã biết ngươi chắc chắn có âm mưu được rồi tỷ tỷ biết rồi cảm ơn muội đã nhắc tỷ sẽ đến gặp ngay. Đứng trước căn phòng tịch giao nghĩ ngợi. Để xem các ngươi giờ trò gì. Cô vừa đưa tay lên thì cánh cửa đã mở ra. Thánh dục hớn hở gọi. Tịch giao. Nàng đến rồi mau vào đi. Ngài đợi ta lâu như thế, có chuyện gì sao? Bất ngờ hắn nắm lấy tay cô, ngài làm gì thế? Đừng động vào ta. Tịch giao, rốt cuộc là vì sao? Từ lúc ta bị nàng từ hôn đến nay, nàng vẫn luôn ghét bỏ ta, rốt cuộc ta đã làm gì khiến nàng căm giận đến thế? Buông ra. Ngài nghĩ bộ mặt giả tạo này sẽ có thể lừa ta đến khi nào? ngài nghĩ ta không biết mục đích ngài tiếp cận ta sao tịch giao sao nàng lại nghĩ ta như thế lẽ nào trong lòng nàng ta lại kinh khủng đến thế sao nàng đã từng nói ngoại trừ ta sẽ không gả cho ai hết nếu hôm nay ngài muốn nói với ta những lời vô nghĩa như thế vậy xin lỗi ta còn có việc không rảnh đợi đã nếu nàng không muốn nghe ta nói vậy thì có thể đồng ý uống cùng ta một ly rượu coi như coi như ta bồi tội với nàng không hắn đưa cho tịch giao một ly rượu sau này ta sẽ không bám lấy nàng khiến nàng cảm thấy phiền phức nữa nếu ta uống ly rượu này, sau này ngài sẽ không bám lấy ta nữa. Tất nhiên, ta nói được là làm được. Cô nhận lấy ly rượu, cạn ly với hắn, sau đó đưa lên miệng. Vừa đến môi cô đã khựng lại hỏi, trong rượu này, không hạ độc gì chứ? Nàng không tin tưởng ta thế sao, chỉ là một ly rượu thôi mà. Dứt lời hắn uống cạn ly rượu. Thấy vậy tịch giao cũng đưa ly rượu lên, được, ta uống. Vậy thì ta có thể đi rồi chứ? Tịch giao vừa đi đến cửa đã choáng ván ngã xuống. Hắn chạy tới đỡ lấy cô mà gọi. Tịch giao, tịch giao, tịch giao nàng sao vậy? Mau tỉnh lại đi. Thấy cô không động tỉnh hắn liền đắc ý. Nếu nàng không nghe theo sắp xếp của ta, vậy thì đừng trách ta. Trước sau gì nàng cũng là của ta, chẳng qua ta thưởng thức trước thôi. Hắn vừa cúi người xuống đã bị đánh bột vào sau gáy. Lập tức ngất ngay tại chỗ. Tên tư không thánh dục này quả nhiên đã thông đồng với sở tịch ngọc hãm hại mình. Cũng may mình chưa uống nó thật, đã đem rượu đổ vào tay áo. Rượu độc này, ta trả cho ngươi, cuối cùng còn chưa biết ai thua đâu. Sau khi vắt số rượu đó vào miệng thánh dục, cô đã nhanh chóng rời khỏi một lát sau khi về phòng cô hỏi đông nhi sao rồi không tới một nén nhang tịch ngọc tiểu thư đã vội vàng chạy qua tiểu thư yên tâm theo dặn dò của người em đã không cẩn thận khiến tư không thánh dục xảy ra chuyện chuyện này sẽ không để lộ dấu vết đâu tịch giao nghe vậy thì thở phào được rồi mai cùng ta đi xem kịch hay nào bên trong căn phòng đó đôi cầu nam nữ đang mây mưa với nhau sáng hôm sau tịch giao đi đến căn phòng đó gõ cửa cốc cốc rồi đẩy mạnh mở toang cánh cửa vừa hay chứng kiến cảnh tượng trả bài quằn quại của cầu nam cầu nữ đám nha hoàng nhìn thấy thì tròn mắt ngạc nhiên thánh dục nhìn ra thấy tịch giao thì bừng tỉnh gọi tịch giao tịch giao lúc này cũng quay người rời đi hắn gọi với theo tịch giao rồi vội vã lấy áo mặt vào thì bị tịch ngọc ngăn lại điện hạ bên ngoài cửa nô thì nói dục vương điện hạ sáng sớm nay tiểu thư chúng tôi tới thăm ngài không ngờ lại thấy bộ dạng này khụ tịch ngọc tiểu thư hôm qua người nói với tiểu thư thế nào thật không ngờ người lại làm ra chuyện tổn thương tiểu thư như thế bình thường tiểu thư cũng không bạc đãi người cô ta nghe vậy thì tối mặt lúc này thánh dục cũng hất ả à ta ra uổng công hôm qua bản vương tin tưởng ngươi ngươi lại dám tính kế bản vương trước giờ bản vương rất ghét những kẻ tính kế mình ngươi muốn làm gì ngươi nói bản vương nghe xem đúng là đê tiện lại dám nghĩ đến việc trèo lên giường bản vương không ngại tranh giành với tỷ tỷ mình hắn tức giận bóp mạnh vào cổ ả à ta ả à khóc lóc nói ta đã ngưỡng mộ điện hạ từ lâu rồi lần đầu tiên gặp ngài ta đã nhất kiến trung tình không thể quên thánh dục không chút thương tiếc mà hất ả à ra ngươi xứng sao chỉ là một đứa con nuôi thì có tư cách thích bản vương sao điện hạ ngài muốn có được tỷ tỷ lợi dụng thân phận đích nữ của phủ tướng quân để giúp ngài thực hiện kế hoạch tịch ngọc có thể giúp ngài ngươi ngươi nói bậy gì thế ai nói cho ngươi hả điện hạ an tâm ta sẽ không nói ra vì điện hạ ta có thể làm bất cứ chuyện gì tịch ngọc nguyện giúp điện hạ đoạt được thế lực của phủ tướng quân giúp đỡ điện hạ đoạt được ngôi vị giành được thiên hạ sao ngươi có thể khiến bản vương tin tưởng được ngươi chỉ là con nuôi của phủ tướng quân thân phận chỉ hơn nha hoàn một chút thôi điện hạ, danh tiếng của ta ở phủ tướng quân còn hơn cả tỷ tỷ, lão tướng quân và phu nhân vô cùng tin tưởng ta. so với mấy tên gián điệp vô dụng kia, thì thân phận của ta mạnh hơn nhiều. hừ, ngươi dám lừa gạt bản vương, thì bản vương sẽ khiến người biến mất khỏi thế gian này. sao được chứ, sự trong sạch của nữ tử còn quan trọng hơn cả sinh mạng. ta cam tâm tình nguyện trao sự trong trắng cho một nam tử. điện hạ, như vậy còn không đủ chứng minh ta yêu ngài sao? nói rồi à đắc ít, sở tịch giao, nam tử ngươi ngày nhớ đêm mong giờ đã là của tịch ngọc ta rồi ngươi đừng mơ tưởng tới ngày ấy nữa ta sẽ cướp hết mọi thứ từ ngươi sau đó tịch giao nói bây giờ chắc mọi người trong thiên hạ đã biết chuyện của bọn họ rồi tư không thánh dục sở tịch ngọc từ giờ các ngươi nên trả giá cho những gì mình đã làm đi tiểu thư người đã đoán trước được việc này sao đông nhi kể từ khi ta từ chối hắn tấm lòng của ta với hắn đã hết rồi sở tịch ngọc lượn lờ trước mặt hắn âm thầm liếc mắt đưa tình không phải vì muốn trèo cao sao ta chỉ giúp nàng ta thực hiện ý nguyện thôi nhưng mà tiểu thư nô tỳ lại thấy người không hề vui vẻ vui vẻ trên đời hiếm có chuyện khiến bản thân mình vui vẻ nếu ta thực hiện được tâm nguyện thì đó chính là chuyện vui vẻ nhất kiếp trước sở tịch ngọc bày ra vẻ thánh thiện đơn thuần trước mặt tư không thánh dục đời này nàng ta hết cơ hội rồi cho dù cả hai có cấu kết với nhau nhưng với người mắc bệnh đa nghi nghiêm trọng như tư không thánh dục thì cả đời này chắc chắn sẽ không tin nàng ta nữa trở về hoàng cung thánh dục bị mẫu hậu tác bóp vào mặt đồ vô dụng sao ngươi có thể làm ra chuyện khiến người khác mất mặt như thế mặt mũi của bổn cung bị ngươi làm mất sạch rồi Bây giờ chuyện của các ngươi đã lan khắp kinh thành, nỗ lực trước kia của bản cung đều coi như đổ sông đổ bể rồi. Nếu chân của thất đệ ngươi còn tốt, bản cung cần nuôi thứ phế vật như ngươi sao? Mẫu phi, con biết sai rồi." Thánh dục hậm hực, "Thất đệ, tư không cần. Tài năng của hắn ta đã áp chế ca ca như ta. Cho dù hai chân bị phế, ân sủng của phụ hoàng vẫn không giảm, còn ban thưởng cho hắn ngọc lộc, có thể tùy ý điều động binh mã toàn thành. Tại sao hai người cùng một phụ mẫu sinh ra lại có thể bị đối xử khác biệt như thế, ta không cam tâm." Bà ta tiếp tục quát bảo ngươi cưới đích nữ của tướng phủ ngươi lại không biết tiến bộ cấu kết với đứa con nuôi kia khiến bản cung hận không thể đánh ngươi chết ngay tại đây mong nương nương nguôi giận chuyện này hoàn toàn không phải lỗi do điện hạ người tạm thời đừng đổ lỗi cho ngày ấy phúc lâm tiên sinh ý ngươi là sao chuyện này xảy ra vào sáng sớm nhưng bây giờ mới là giờ ngọ mà tin tức đã lan đi khắp nơi không ai không biết chứng tỏ tối qua điện hạ đã bị người ta tính kế nhưng thằng bé đã phạm sai lầm quá lớn danh tiếng bị hủy hoại làm sao mới cứu vãn được đây ta tiến cung giúp nương nương phân ưu, giúp nương nương giải quyết việc khó mà. Tại phủ tướng quân, tịch ngọc đang quỳ dưới đất. Hay ra, ta đã sớm nói rồi, nữ tử này sẽ gây họa thôi, nhưng không ai nghe. Giờ thì hay rồi, phủ tướng quân mất hết mặt mũi rồi. Sở chính anh nghe vậy liền thở dài một hơi. Tống thị thích thú nói. Tịch ngọc, ngươi làm ra chuyện này trong phủ tướng quân khiến người khác chê cười. Phủ tướng quân không thể giữ lại ngươi được nữa. Vừa hay lúc này có thông báo. Thánh chỉ đến. Mọi người đều ngạc nhiên quay đầu nhìn, dưỡng nữ sở tịch ngọc phủ tướng quân tiếp chỉ phụng thiên thừa vận hoàng đế chiếu viết dục vương và sở tịch ngọc yêu thương lẫn nhau vì sự thành tâm cầu xin tấm lòng ngay thẳng của dục vương ban hôn cho hai người ban sở tịch ngọc làm trắc phi của dục vương đầu tháng ba tổ chức hôn lễ khâm thử đồng nhi nghe liền nhỏ giọng nói đầu tháng ba tiểu thư tịch giao liền ra dấu cho đồng nhi giữ im lặng tống thị cũng thầm nghĩ nhà đầu này đúng là lắm thủ đoạn tịch ngọc cô nương tiếp chỉ tịch ngọc nhận thánh chỉ liền đắc ý nghĩ điện hạ không phải hoàn toàn không có ý với mình, ngài muốn cưới mình. Cuối cùng mình cũng thoát khỏi thân phận dưỡng nữ, có thể quang minh chính đại đứng cùng ngài ấy rồi. Sau này mình không còn là dưỡng nữ của phủ tướng quân nữa, mà là chắc phi của dục vương. Sau đó quay lại nói, tỷ tỷ, muội có nơi để về rồi, tỷ có thể chúc phúc cho muội không? Tịch giao trầm mặt lạnh giọng nói, tự mình cầu phúc đi. Mình chỉ muốn trừng trị nàng ta, không ngờ nàng ta lại tự mình nhảy vào hố lửa. Chỉ sợ những ngày tháng sau này khi gả cho dục vương của nàng ta, sẽ khó khăn hơn cả trong phủ tướng quân mùa xuân tháng 3, nắng xuân ấm áp trăm hoa đua nở. Hôm nay, cả hai vị tiểu thư của phủ tướng quân đều được gả vào hoàng thất. Liên Nhi bưng đồ vào nói, tiểu thư người đừng bận tâm tới lời của Pháp không đại sư hôm qua, tiểu thư khiến người khác yêu mến như vậy, nhất định sẽ hòa hợp với dục vương, muốn gì được đó. Tịch Ngọc nghe vậy liền ném cái lực xuống đất gắt gỏng. Người nhắc tới con lừa đó làm gì? Uổng công ta xem hắn là cao tăng, hắn lại rút cho ta một quẻ xấu như thế, nguyền rủa ta như thế. Cái gì mà cầu không được cuộc đời bấp bênh, bị cô lập xa lánh, không có kết quả tốt. Đúng là ăn nói hồ đồ. Nô tỳ sợ hãi quỳ xuống, vâng, nô tỳ biết sai rồi, hắn nói tịch giao tiểu thư có mệnh phượng hoàng, làm sao có thể chứ? Tỷ ta mà cũng xứng sao? Tìm người tới trang điểm cho ta. Hôm nay ta muốn là người đẹp nhất thành này. Một lát sau, giờ lành đã đến, mời giai nhân vào kiệu. Hai người vừa xuất hiện đã có lời sầm xì. Hai vị tân nương đẹp đến nổi không so sánh được. Một vị tràn ngập ý cười dịu dàng. Người còn lại, tuy hơi lạnh lùng nhưng rất quyến rũ, xinh đẹp tịch giao quay lại nói, phụ thân, mẫu thân, sau này con gái không thể thường xuyên ở cạnh hai người, hai người đã có tuổi, phải chú ý sức khỏe, đừng lao lực quá. Con gái của chúng ta đã trưởng thành rồi, trước kia không để ý, giờ đã trở nên duyên dáng thế này. Cô nhào tới ôm chầm lấy phụ thân. Phụ thân, lúc nào rồi người còn nói mấy lời này. Mọi người quay quần lấy tịch giao nói lời yêu thương, đối với tịch ngọc chỉ nói ngắn gọn. Tịch ngọc, gả đi rồi thì sau này nhớ giữ sức khỏe. Đa tạ lão gia, phu nhân đã dốc lòng chăm sóc, tịch ngọc cảm kích khôn nguôi bây giờ tịch ngọc sắp được gả đi ân tình này sau này sẽ báo đáp dứt lời cô ta hướng mắt về phía tịch giao gọi tỷ 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 người mấy năm nay chúng ta chưa từng chia cắt bây giờ phải xa nhau muội có vài lời muốn nói tịch giao lạnh giọng ta và muội chẳng có gì để nói cả đã đến giờ lành rồi còn chậm trễ nữa sẽ lỡ giờ bất ngờ tịch ngọc đưa tay nhào về phía tịch giao tỷ tỷ pháp không đại sư nói tỷ tình duyên chắc trở thân thế yếu ớt không được yêu thương sau này có việc gì cũng đừng nên cưỡng cầu ngươi tịch dao còn chưa kịp nói hết câu đã thấy đau ở vai thì ra tịch ngọc lợi dụng cơ hội dùng châm đâm vào vai tịch dao sau đó quay người như không có gì sau này nếu có gì không vui có thể gọi muội đến chơi tịch dao cao mày nhìn theo vốn biết trước nàng ta không có ý tốt đẹp nhưng không ngờ lại to gan đến thế đúng là tâm cơ hiểm độc nhưng thế thì sao chứ lúc người khác không nhìn thấy lén lút đâm ta một phát ngươi cũng chỉ có thể làm thế thôi tiếng kèn nổi lên kiệu hoa cũng được khiêng đi ngồi bên trong tịch dao nghĩ thầm Pháp không đại sư mà sở tịch ngọc nói không phải là người mà mình gặp ở miếu lúc trước chứ? Cô nhớ lại khi đó, cô nương, đây là quẻ may mắn, nhưng cuộc đời cô tình cảm chắc trở, tổn thương thân thể, tốt nhất đừng yêu đương. Cô là kỳ lân chuyển thể cô mệnh phượng hoàng, số mệnh như bản thạch kiên cố, cả đời cầu gì được nấy. Ngoài chuyện tình duyên thì mọi thứ đều tốt. Mệnh phượng hoàng, sao có thể chứ? Mình sắp trở thành thê tử của tư không cần, sao lại có mệnh phượng hoàng được? Hơn nữa mình đã trọng sinh, số mệnh gì đều do mình quyết định hết nghĩ tới đây chỗ bị đâm lúc này lại nhói lên. Sao thế, chỗ bị sở tịch ngọc đâm vào sao lại đau như thế? Cô đưa tay sở thì nhìn thấy vệt máu màu đen. Sau đó kiệu hoa cũng đến nơi, tân nương đến. Nhìn thấy tịch giao lảo đảo đông nhi lo lắng hỏi. Tiểu thư, người không sao chứ, có phải người không khỏe không? Ta không sao, mau đi thôi. Ở bên trong tư không cẩn đang nằm trên giường run rẩy. Ra, ngài mau uống thuốc này đi, nếu không sẽ đau đớn chết mất. Mang đi, ta không uống. Nàng, nàng ấy đến rồi sao? dứt lời liền ngã phịch xuống giường đau đớn. Ôi, sở tiểu thư đến rồi, phải làm sao đây? Bộ dạng này của người không thể ra ngoài gặp người khác được. Bên ngoài buổi lễ đang được diễn ra, tân nương đạp ngói, thể hiện sự trung trinh, tân nương nhảy qua bồn lửa, xui đi may đến, thịnh vượng phồn vinh, cũng đại diện cho tình phu thê nồng đậm. Tịch giao lúc này mặt toát mồ hôi, ngứa, ngứa quá. Nhưng nhiều người như thế, mình không thể thiếu lễ nghi được, sở tịch ngọc đâm châm lên người mình, vốn muốn mình làm mất sạch thể diện cẩn vương phủ. Đang gấp gáp thì thuộc hạ lại nói, Sở đại tiểu thư xin đợi một lát, vương gia tạm thời có việc, lát nữa sẽ đến. Một canh giờ rồi, sao vương gia vẫn chưa tới? Một mình ta đợi thì không sao, nhưng tiệc rượu đã lỡ, nếu chậm trễ thì cơm canh sẽ nguội. Tịch giao thầm bảo, cả người ngứa ngáy vô cùng, khiến mình đứng không vững nữa. Nếu còn như thế sẽ xảy ra chuyện lớn mất, mình tuyệt đối không thể để sở tịch ngọc mãn nguyện. Nhưng, nhưng vẫn chưa bái đường. Bái đường. Hoàng thượng đã ban hôn, đây là sự thật không thể chối cãi, lúc này bái đường hay không thì có gì khác đâu. Vương Phi nói phải. Nếu đã thế, vậy hãy đưa Vương Phi đến tân phòng đợi Vương ra. Vừa vào phòng tịch giao lập tức lấy khăn trùm đầu ra. Đông Nhi, mau đến xem trên người ta bị làm sao thế. Tiểu thư, trên, trên người của người nổi sởi rồi. Tịch giao nghe vậy thì đen mặt tức giận. Tiểu thư, phải làm sao đây, hôm nay là đêm tân hôn, nếu cần Vương Điện Hạ nhìn thấy. Em mau dặn người chuẩn bị nước, nói ta muốn tắm. Được được, nô tỳ đi ngay, nhưng, nhưng nếu cần Vương Điện Hạ đến thì phải làm sao? Tịch giao căn dặn, nhớ bỏ muối vào thùng, càng nhiều càng tốt. Tư Không Cẩn, hôm nay ngài không đến, có phải muốn cố ý nhằm vào ta không? Nếu như vậy thì tốt, tránh phải ngại ngùng. Một lúc sau thùng nước được đưa vào, Tịch Dao từ từ ngâm người trong nước muối, cơn đau rát khiến cô nhăn mặt chịu đựng. Tuy là đau rát, nhưng nước muối này có tác dụng, không còn ngứa ngấy như trước nữa. Cô ngồi trong thùng nước không biết đã ngủ thiếp đi từ lúc nào. Lúc này bên ngoài cửa sổ có tiếng sột soạt vang lên. Tư Không Cẩn nhẹ nhàng bay qua cửa sổ để vào bên trong, rồi đáp xuống ngay bên thùng nước. Cẩn Vương nhìn thấy mẩn đỏ khắp người Tịch Dao thì kinh ngạc sau đó đưa tay chạm nhẹ lên vai cô. Cẩn Vương không đánh động gì đến Tịch Giao, mà quay người bay cái vèo ra cửa sổ. Đúng lúc này Đông Nhi đi vào gọi tiểu thư. Tịch Giao hỏi, ta ngủ quên hả? Nhưng Đông Nhi lại lo lắng, ôi tiểu thư, nước chuyển sang màu đỏ rồi. Đông Nhi, ta không sao, hơi mệt thôi. Tiểu thư, hôm nay người đã vất vả rồi, cũng không biết sao lại nổi nhiều mẩn đỏ như vậy, thật kỳ lạ. Sáng hôm sau, tiểu thư, tối qua nô tỳ luôn đứng canh bên ngoài, nhưng không thấy điện hạ tới. Tịch Giao thở phào một hơi, may quá, tiểu thư, người sao thế, nếu chuyện này bị truyền ra sẽ khiến người ta bàn tán, không còn sớm nữa, người mau thay đồ đi, theo nghi lễ, sau tân hôn phải đến kính trà cho phu quân. Cô thầm bảo, người vẫn còn hơi đau một chút, nhưng chỉ bị khi động vào, chắc sẽ không sao. Tiểu thư đi bên này, mùi hương này, trước kia đến đây không có, chắc là hương trầm, hình như là để giảm đau. Từ sau thọ yến của hoàng hậu, đây là lần đầu tiên gặp lại tư không cẩn, sau ba tháng. Tịch giao bước vào phòng thì quỳ xuống hành lễ, thỉnh an điện hạ. Tư không cần nói, đứng lên đi nô tỳ đem trà đến cho tịch giao. Cô đưa tay nhận lấy, rồi cẩn thận rót trà vào chén. Mời điện hạ dùng. Cẩn vương cầm lên uống một ngụ, thì chợt ho lên, khụ khụ khụ. Cận vệ liền đến bên lo lắng, điện hạ. Vương phi, vì vấn đề sức khỏe, điện hạ chỉ có thể dùng nước trà ấm, quá nóng quá lạnh đều không được, chén trà này của vương phi quá nóng rồi. Tịch giao thầm ngạc nhiên, lúc nãy mình dùng tay kiểm tra thấy hơi nguội, ai ngờ lại nóng đến không uống nổi, đúng là vương gia, đã quen sung sướng rồi. Nghĩ rồi cô đáp, ta biết rồi, lần sau ta sẽ chú ý. Cận vệ nói, ra, quần áo người ướt rồi, nô tài đỡ người vào phòng thay bộ khác. Các ngươi lui xuống đi, để vương phi làm là được rồi. Cận vệ do dự đáp, nô tài cáo lui. Trong phòng giờ chỉ còn hai người. Tịch giao đỡ tư không cẩn đứng lên, trong lòng không khỏi nghĩ, tư không cẩn. Chân của ngài ấy vẫn đứng được sao, chân ngài ấy vẫn có thể chữa được. Nhưng ngay sau đó hai chân của ngài trở nên mềm nhũng, rồi khụy xuống. Tịch giao thầm bảo, xem ra vẫn không được, đã thế lại phải dìu ngài ấy từng bước nữa, rau canh sắp nguội mất rồi. Bất ngờ tịch giao bế cẩn vương lên, điện hạ, đau dài không bằng đau ngắn. Tư không cần bất lực kêu lên, nàng. Nhưng vì dùng sức nên tịch giao cảm thấy đau nhất, mặt mày toát nhiều mồ hôi. Nàng sao thế? Không sao. Điện hạ đừng ngại, cái kiểu ôm công chúa này, đâu phải ngài mới thử lần đầu. Tư không cần nghe cô nói vậy thì lập tức hóa đá. Các nô tỳ thì thầm bàn tán, ôi, vương phi mới vào phủ đã có thể tay không ôm vương ra, lại là kiểu ôm này nữa, là động tác nam làm với nữ mà. Tịch giao thầm thắc mắc, ở đây lại có một mùi hương giống khi nãy. Còn tư không cẩn thì trong lòng ngượng ngùng, sao nàng ấy có thể ôm mình một cách tỉnh bơ như thế? Cô bế tư không cẩn đặt lên giường, rồi hỏi. Ngài xem trong số quần áo này ngài muốn thay bộ nào thì tự chọn đi. Tư không cẩn chọn đại một bộ, bộ này đi. Tịch giao đặt bộ quần áo xuống rồi xoay người tính rời đi. Thì tư không cần giữ tay cô lại, bản vương muốn vương phi hầu hạ thay quần áo. Cô thầm kinh ngạc, việc này cũng cần mình hầu hạ điện hạ dù gì cũng là ngày đầu không thích hợp lắm không thích hợp vương phi quên rồi sao giờ nàng không còn là tiểu thư phủ tướng quân nữa tịch giao dùng nửa con mắt mà nhìn cẩn vương đăm đăm lần này gặp lại hình như hắn không còn là cẩn vương trước kia nữa rồi mà mình cũng không còn là tiểu thư phủ tướng quân không thể tự ý hành động theo ý mình nữa cô nghĩ vậy thì nhoẻn miệng cười thân thiện sau đó bắt đầu thay y phục cho tư không cẩn kiếp trước mình đã làm hành động này vô số lần hơn nữa đều là vì người đó Nhìn biểu cảm của cô Tư không cần nghi ngờ nắm lấy tay cô. Nàng, vừa rồi đang nghĩ gì? Cô thầm nghĩ, dù có tiếp xúc với da thịt anh ấy, cũng không thể nghe được tiếng lòng anh ấy. Tư không cần lại hỏi, nàng thay quần áo giúp cho bổn vương, thì cảm thấy bất đắc dĩ đến thế sao? Điện hạ nghĩ nhiều rồi ạ, không phải ta thấy bất đắc dĩ, mà chỉ là ta chưa từng làm việc này cho ai bao giờ, nên cảm thấy có chút lạ lẫm thôi. Cũng phải, nàng là con gái chính thất của phủ tướng quân, vốn được ăn sung mặc sướng, tất nhiên là chưa từng phải hầu hạ như thế này bao giờ gả cho ta đúng là đã làm nàng phải chịu ấm ức rồi điện hạ quần áo ướt thế này phải thay thôi ta biết điện hạ có nhiều chuyện bất mãn với ta nhưng mối hôn sự này đã không thể thay đổi được lệnh vua khó cưỡng ta sẽ cố gắng làm tròn bổn phận tuy nhiên có những việc ta không thể làm được kính mong điện hạ đừng miễn cưỡng giữa ta và ngài không nên có đấu đá cũng không cần phải đến mức đùm bọc che chở cứ tương kính như tân là tốt nhất tương kính như tân ý chỉ đối xử khách sáo lịch sự vậy nên mục đích nàng gả cho bổn vương là gì thảo nào ngài ta lại luôn cư xử bất ổn với mình hóa ra là sớm đã có nghi ngờ đối với mình cô nói mục đích này ta đã nói rồi là do lệnh vua khó cưỡng nếu ta có bất kỳ mục đích gì vậy thì có lẽ ta phải tự phục năng lực của mình quá ta có thể điều khiển cả quyết định của hoàng thượng cơ đấy năng lực của nàng đúng là khiến cho bổn vương phải khâm phục chuyện lần trước giữa nàng và tam ca đã nổi đình nổi đám hết lên rồi chớp mắt liền cự tuyệt hôn sự ngay tại trận rồi chuyển sang lấy bổn vương nếu ngài cảm thấy ta có lòng dạ bất chính vậy tại sao lúc đó không từ chối luôn đi ngài được hoàng thượng yêu quý như vậy cơ mà ta nghĩ ngài muốn gì hoàng thượng cũng sẽ đáp ứng thôi vốn dĩ chúng ta là những người không liên quan gì đến nhau chẳng qua là thánh chỉ đã ràng buộc chúng ta lại với nhau thôi nay chuyện cũng đã rồi ta chỉ muốn hỏi điện hạ ngài muốn ta phải làm sao chỉ cần là một người phụ nữ có não đều sẽ không muốn lấy một kẻ không bao giờ mang lại hạnh phúc cho cô ấy bổn vương mệt rồi nàng ra ngoài đi tịch giao đi ra ngoài thì nghĩ lại những lời nói của tư không cần lấy bổn vương làm nàng phải chịu thiệt thòi rồi chỉ cần là một người phụ nữ có não đều sẽ không muốn lấy một kẻ không bao giờ mang lại hạnh phúc cho cô ấy. Khi nói những lời này, không biết ngài ấy đang cảm thấy thế nào. Dáng vẻ chán nản đó của ngài ấy đã khiến mình cảm thấy có chút băn khoăn. Nghĩ đến đây lồng ngực cô đập mạnh hơn. Bên này tư không cần hỏi thuộc hạ, điều tra rõ chưa? Ra, vào ngày đại hôn hôm qua, sở tịch Ngọc Tiểu Thư lúc cuối đã ôm lấy Vương Phi. Nô Tài suy đoán, có lẽ chính là lúc đấy đã đâm Vương Phi. Còn nữa, Nô Tài nhặt được cái này, trên châm cái tóc này đúng là có chứa một thuốc khiến da rẻ ngứa ngáy nhưng xin ngài yên tâm nô tài đã trao thuốc giải cho đông nhi rồi một bên khác đông nhi lên tiếng hỏi tiểu thư vương già không làm khó người chứ thuốc này nô tỷ lấy từ chỗ nhân hạ chắc là sẽ có ích cho tiểu thư nô tỷ nói nô tỷ bị dị ứng phấn hoa trên người phát ban sau đó nhân hạ đã lấy bình thuốc này đưa cho nô tỷ tối để em bôi cho tiểu thư nhé tịch giao thầm ngạc nhiên chiếc bình ngọc trắng này chiếc bình này không giống với thứ một nô tài đem theo trên người nhưng hiệu quả rất khá đông nhi sao đột nhiên lại ấn nhẹ thế em sợ ta bị đau sao Yên tâm đi, ta đã nếm đủ những đau đớn hơn thế này nhiều rồi, đau chút xíu này có đáng là gì đâu. Cuộc đời ai cũng phải trải qua một vài đau khổ. Đông Nhi, sao lại lúc mạnh lúc nhẹ, lúc nhấn lúc dừng như thế, chẳng lẽ em có tâm sự gì sao? Sao lại yên lặng, thường ngày em nói nhiều không ngớt cơ mà. Bất ngờ ánh mắt cô trở nên kinh ngạc, chân của đàn ông. Tịch giao lập tức đứng lên kéo y phục che lấy thân thể. Ngài, sao lại ở đây, sao lại là ngài, Đông Nhi đâu? Nhân hạ tình Đông Nhi có việc rồi. Cô thầm bảo, vậy nên ngài đã làm thay việc của kẻ hầu người hạ, không ngờ một vương gia cao quý không nhiễm bụi trần như ngài mà cũng làm ra loại chuyện này sau đó cô ngồi co rúm một góc giường bầu không khí trở nên yên ắng sao hắn ta vẫn chưa có ý định rời đi cô hỏi muộn lắm rồi ngài không đi về nghỉ ngơi sao chợt tư không cần tiến tới che miệng cô lại yên lặng tư không cần đưa mắt nhìn ra ngoài đầy cảnh giác liền thấy một bóng người vụt qua bên ngoài cửa sổ tịch giao cũng thầm kinh ngạc bà nãy ngoài cửa có một bóng người thảo nào ngài ấy lại cảnh giác như vậy dứt dòng nghĩ ngợi tịch giao khựng lại vì ý thức được hai người rất gần với nhau cả hai đỏ mặt trao nhau ánh nhìn ngượng ngùng tim đập càng lúc càng nhanh hơn cô quay mặt tránh né ánh nhìn đó điện hạ trời đã khuya rồi ngài ngài định cứ như vậy mãi sao tư không cần nghe vậy thì sực tỉnh rồi ngả lưng nằm xuống giường tối nay ta sẽ nghỉ tạm ở đây một đêm tịch giao thầm cao có cái tên tư không cần này chẳng lẽ hắn đã quên hết những gì hồi sáng đã nói rồi sao giờ hắn chạy đến đây định ngủ chung giường với mình sao lại còn nghỉ tạm nữa chứ cóc thèm quan tâm đến ngài. Thấy cô vội mặc y phục vào thì tư không cần hỏi. Nàng định làm gì? Không có gì, điện hạ cứ ngủ ở đây cũng được, ta ngủ ở đâu cũng không sao. Nếu ngủ ở đâu cũng không sao thì cứ ngủ ở đây luôn đi. Ta không quay ngủ chung với người khác, ta vẫn nên đi chỗ khác ngủ thì hơn. Cô đang bước qua thì trùng hợp tư không cần kéo tấm chăn, khiến cô trượt chân mất thăng bằng. Ngay sau đó ngã chồng lên chân tư không cần. Cô hốt hoảng quay lại, ngài không sao chứ. Tư không cần nhăn mặt thể hiện rõ sự đau đớn. Tịch giao thấy vậy thì lo lắng, chân của ngài ấy. Bỗng tư không cần dùng một tay nhấc bổng cô lên. Bảo nàng ngủ mà khó khăn thế ạ, à? nàng nghĩ với bộ dạng này thì bổn vương còn làm gì được nàng chắc. Tịch giao thầm nghĩ, cũng đúng, rồi nằm xuống bên cạnh tư không cần. Cẩn vương hỏi, những vết ban đỏ trên người nàng sao rồi? Không sao, chẳng qua chỉ là bị một lũ ruồi nhặng tấn công thôi mà. Tư không cần nhoẻn miệng cười, còn khó chịu nữa không? Có đáng là gì đâu, nỗi đau da thịt chẳng đáng là gì cả. Đau khổ trong tim mới là thứ đáng sợ nhất cô thầm than phiền buồn ngủ quá hai ngày nay đã quá mệt rồi tư không cần lại hỏi ai đã làm nàng đau khổ vậy nhưng đáp lại lời ngày ấy là tiếng khò khò cửa tịch giao tư không cần ngồi dậy nhìn cô mà thầm nhớ lại lời lúc nãy đông nhi yên tâm đi ta đã nếm đủ những đau đớn hơn thế này nhiều rồi đau chút xíu này có đáng là gì đâu cuộc đời ai cũng phải trải qua một vài đau khổ cẩn vương đưa tay lên vuốt nhẹ mái tóc cô thầm gọi sở tịch giao rốt cuộc nàng đã phải trải qua những gì trước khi gả cho ta Nàng đã phải chịu đựng những nỗi đau thấu tận tâm can như thế nào, toàn thân đều là ẩn sởi, rốt cuộc nàng còn ẩn giấu những gì? Tại Dục Vương phủ, Ngọc Trắc Phi, hôm nay điện hạ sẽ không qua đây đâu, người không cần đợi nữa, nghỉ ngơi sớm đi ạ. Giờ điện hạ đang ở đâu, đưa ta đi gặp ngài. Điện hạ đâu phải người mà chắc Phi muốn gặp là có thể gặp được. Sở Tịch Ngọc thầm bảo, từ khi ta gả đến đây, Dục Vương chưa từng qua đây lần nào. Sắp đến ngày lại mặt rồi, mình không thể cứ ôm cây đợi thỏ được đã gả vào vương phủ thì phải tuân thủ quy tắc ở đây ngọc trắc phi có lẽ người nên học quy tắc cùng với nô tỳ của người đi bất ngờ sở tịch ngọc kề cây châm vào cổ cô nô tỳ sao một hạ nhân như ngươi lại dám ăn nói với ta như vậy mau đưa ta đi gặp điện hạ nếu không thì trên cổ ngươi sẽ có một cái lỗ đấy người ta là nô tỳ thân cận của điện hạ người sẽ không dám làm vậy đâu chẳng qua chỉ là một nô tài thôi bây giờ trong phòng này chỉ có ba người chúng ta thôi nếu ta nói ngươi mạo phạm với ta thì cũng chẳng có ai nghi ngờ đâu còn ngươi thì sợ tội rồi tự sát, ngươi thấy lý do này thế nào? Trước lời uy hiếp đó, nô tỳ miễn cưỡng dẫn đường cô ta. Chính là phòng này. Sở tịch ngọc dứt khoác đẩy cửa phòng ra. Thì đập vào mắt cô là tư không thánh dục đang ôm ấp một cô nương khác. Cô nương đó lên tiếng, điện hạ, ngọc chắc phi dù sao cũng là con gái nuôi của lão tướng quân. Sao mà đến một lời chào cũng không biết đằng ăn nói, cứ thế xông vào đây thế này. Chẳng phải bổn vương bảo nàng cứ nghỉ ngơi trước sao. Sở tịch ngọc đen mặt căm tức không đáp lời nào. Điện hạ, nếu như Ngọc Trắc Phi đã đến đây rồi, thì ngài nên đi về với cô ấy đi, dù sao cô ấy cũng là Trắc Phi do đích thân hoàng thượng ban hôn. Phù Nhi thông minh nhanh nhẹn như vậy, làm sao ta nỡ rời đi chứ? Nàng cứ ở bên ta, nếu có ai đối xử với nàng không tốt thì cứ bỏ ta, ta sẽ đòi công bằng cho nàng. Đúng là điện hạ thương ta, không ổn công ta ở bên ngài bao nhiêu lâu nay. Lúc này trong lòng Sở Tịch Ngọc vô cùng tức giận, nhưng bên ngoài cố tỏ vẻ bình thản. Có lẽ tỷ tỷ hiểu lầm rồi, muội muội một lòng một dạ với điện hạ, đã được gả vào đây rồi thì chính là người của phu quân tất nhiên ta sẽ yêu quý những gì phu quân ta yêu quý, ta nịnh bợ tỷ tỷ còn không kịp nữa là, làm sao có thể làm ra những chuyện như tỷ tỷ đang nghĩ được. Tư không thánh dục lạnh giọng nói, phu quân ư, ngươi không phải là chính phi thì không nên xưng hô với bổn vương như vậy. Sở tịch ngọc nghe vậy thì trong lòng như nổi tiết. Không phải là chính phi nên không được xưng hô như vậy, trước nay ta ghét nhất là bị người khác lôi chuyện thân phận ra nói, nhưng lúc này đang tức không có chỗ chút. Phủ nhi lên tiếng, muội muội này, giờ đêm đã khuya rồi, để tránh đường về bị cảm lạnh, muội nên về sớm đi thì hơn. Sở tịch ngọc quay sang nhìn tư không thánh dục, nhưng hắn ta không mảy may để ý đến cô. Rồi hậm hực quay người rời đi, điện hạ, ta đợi một câu giải thích của ngài. Sở tịch ngọc về đến phòng thì đập phá đồ đạn, ngài ấy làm vậy là có ý gì? Lúc lấy ta thì long trọng linh đình đến vậy, sao mới có mấy hôm đã trở nên như vậy rồi? Tiểu thư, người bình tĩnh đi đã, đây không phải là lúc nổi giận, nếu để điện hạ biết có thể sẽ gây khó dễ lúc lại mặt, lúc đó tịch giao tiểu thư còn được nước cười nhạo hơn. Người nói đúng, trước mắt chuyện lại mặt vẫn là quan trọng nhất, còn những con ong bướm dây dưa ở phủ này, sau này ta sẽ không tha cho bất kỳ kẻ nào. Đúng, nếu không thì chúng lại tưởng rằng tiểu thư dễ ức hiếp. Phía bên tịch giao. Tiểu thư, mấy hôm nay lão nô đã làm rõ được mọi chuyện rồi. Được, ta biết rồi Lưu bá. Lưu bá, ta đã xuất giá sắp được 6 ngày rồi, sắp phải về lại mặt rồi. Bà bá về nói lại với phụ thân rằng ta sẽ tìm cơ hội trở về, nếu có chuyện gì quan trọng ta nhất định sẽ thương lượng với phụ thân. Vâng, thưa tiểu thư, nếu cô ở đây gặp phải chuyện gì thì cứ cho người thông báo với lão nô là được. Ngay từ nhỏ Lưu Bá Bá đã đối xử với ta rất tốt, kiếp trước ta không nhận ra, có lẽ ông ấy là một người có thể tin cậy được. Ông ấy đã điều tra ra chính Tống Thị đã chỉ đạo Thu Phương, trao chiếc áo chứa kỳ lân cho ta mặc, mặc dù điều này không lạ, nhưng... Chắc là tiểu thư đã biết, nhị phu nhân chính là muội muội của hình bộ thượng thư, Tống Nguyên Khuê. Thu Phương khai rằng, hôm đó cô ta đứng ở ngoài cửa lén lút nhìn thấy hình bộ thượng thư, và nhị phu nhân đang nói chuyện, chính hình bộ thượng thư đã bảo phu nhân hãm hại tiểu thư. Còn về mục đích, thì tống nguyên khuê chỉ nói làm vậy sẽ có lợi cho nhị phu nhân thôi tống nguyên khuê đường đường là trọng thần triều đình là hình bộ thượng thư một khi ra tay thì nhất định là nhắm vào phụ thân nhắm vào phủ tướng quân kỳ lân vốn là vạn thọ chỉ tôn của nhân gian thế mà lại xuất hiện trên người của đại tiểu thư vốn dĩ hoàng thượng đã nghi ngờ phụ thân chuyện chiếc áo kỳ lân nếu xử lý không ổn thỏa thì càng làm hoàng thượng nảy sinh đề phòng với phủ tướng quân từ đó sẽ muốn loại bỏ phủ tướng quân tống nguyên khuê làm như vậy rốt cuộc là vì ai hắn là người của ai mình phải lập tức tìm tư không cần thương lượng về việc lại mặt, phải mau chóng về bàn tính với cha. Cơ mà sáng nay khi tỉnh dậy, chỗ bên cạnh đã trống từ lâu rồi, đến cả cái chăn cũng lạnh tanh, cứ như thể là tối qua ngày ấy chưa từng đến vậy, lúc này ngày ấy. Nghĩ đến đây cô đẩy nhẹ cánh cửa hé ra. Cửa không có đóng nên hé ra vừa đủ nhìn vào trong. Ánh mắt tịch giao kinh ngạc, tư không cẩn. Ngài ấy đang run rẩy trên giường trông hết sức đau đớn. Ngài với tay xuống dọn những mảnh vỡ khiến bàn tay chảy đầy máu, cùng tiếng ho khan, khụ. Tịch giao thấy cảnh này thì không khỏi xót xa lập tức cô chạy vào, rồi đỡ lấy cẩn vương. anh nhìn thấy cô thì có chút ngạc nhiên, tịch giao hỏi nhân hạ đâu, sao lại không đến hầu hạ ngài? bổn vương dặn dò hắn đi làm việc khác rồi. cô nhìn bàn tay cẩn vương đang dỉ máu thì quan tâm, tại sao không gọi người khác đi? đến mức bên cạnh không có nổi một người hầu hạ. cô thầm nghĩ, lạ thật, ngài ấy ở trong phủ của chính mình nhưng cảm giác không hề được dễ chịu, thà chịu đựng một mình cũng không gọi người khác đến chăm sóc. cẩn vương nói, việc của bổn vương không cần nàng phải bận tâm. Tịch Giao không đáp lời ngài mà dùng sức mạnh hơn, Cẩn Vương vì đau nên bất giác kêu lên, "A, à, ta còn tưởng là ngài không biết đau. Hôm nay đến đây là có chuyện gì?" Sắc mặt trắng bệch, môi khô nứt nẻ, những ngày qua ngày ấy đã phải trải qua những gì, ngày ấy tiểu tụy hơn năm ngoái rất nhiều. Hừm, cứ ép ta phải chọc vào chỗ đau của ngài cơ. Nghĩ đến đây cô đáp, đúng, nay ta đã gả vào phủ được gần 6 ngày rồi, sắp phải về lại mặt rồi, sức khỏe của điện hạ không tốt, ta tự về nhà là được. Định bao giờ về? Sáng sớm mai. Cẩn Vương gật đầu, ngày mai bổn vương sẽ cùng nàng về phủ tướng quân. Hử, chuyện này. Sao vậy, nàng không đồng ý? Không, chẳng qua vì sức khỏe của ngài như vậy sẽ không tiện lắm. Có gì mà không tiện, phu quân cùng về lại mặt là chuyện hiển nhiên, cứ quyết định như vậy đi. Nàng đi về bảo người thu dọn đồ đạc, mai mang về phủ tướng quân thôi. Nàng ra ngoài đi, bổn vương phải nghỉ ngơi rồi. Cô thầm bảo, không ngờ ngài ấy còn đề nghị cùng về với mình, đúng là không ngờ. Sau khi cánh cửa đóng lại, Cần Vương sờ lấy bàn tay được cô băng bó, mà có chút vui sướng trong lòng sáng sớm hôm sau nhân hạ nói vương phi mau lên xe ngựa thôi tịch do thẩm nghĩ cứ có một dự cảm không lành tư không cần nàng nặc đòi về lại mặt với mình nếu bảo là do không muốn thiên hạ dị nghị chuyện mình tự về một mình thì mình không tin chắc chắn là ngày ấy có mục đích khác cẩn vương hỏi nàng đang nghĩ gì vậy bổn vương muốn về lại mặt với nàng mà nàng lại ngẩn nga ngẩn ngơ chẳng lẽ sợ ta phát hiện ra điều gì sao cái tên tư không cần này đúng là luôn rất cẩn trọng đề phòng ta đang nghĩ không biết lát nữa về có gặp phải người ta không muốn gặp hay không Ta nghĩ chắc Điện Hạ sẽ không hứng thú với cái suy nghĩ vớ vẩn này đâu. Hả, nàng không nói ra làm sao biết ta có hứng thú hay không. Nàng nói thế ta lại càng tò mò, muốn biết người mà nàng không muốn gặp là ai. Không ngờ Điện Hạ cũng có tính tò mò. Nhưng mà, chưa nói dứt câu thì xe kiệu này lên rồi trao đảo. Tịch Giao kêu lên, à, có sao không? Không sao. Đã xảy ra chuyện gì sao? Đông Nhi, bên ngoài đã xảy ra chuyện gì? Tiểu Thư, có một đám đông gây sự chặn xe bên ngoài, Nhân Hạ cũng bị trúng tịch giao ngắt lời hỏi, bị sao thế này, chúng đánh em ư, ừ. em ở đây chăm sóc điện hạ nhé. Nói rồi cô nhíu mày đi ra. Các ngươi là ai, sao lại to gan đến nhường này, chưa làm rõ thân phận đã dám ra tay với xe ngựa của chủ ta, nếu làm bị thương người trong xe, thì các ngươi có gánh chịu được không? Chủ nhân ngươi là cái thá gì, ta sợ ta nói ra thân phận chủ nhân ta, thì các ngươi sẽ bị dọa tới mức tè ra quần. Xông lên cho ta, đánh chúng đi, phá nát xe ngựa này, những kẻ nào dám cản đường thiếu ra chúng ta thì đều cho chúng biết tay. Đồ tiện dân không biết trời cao đất dày, Tịch Giao đi đến bắt lấy tay hắn lại. Cô lạnh giọng nói, hóa ra lúc nãy chính ngươi đã đá xe ngựa của ta. Chợt tiếng rắc rắc vang lên làm cho tên sát thủ tròn mắt kinh ngạc. Sau đó thét lên, a a, à, ngươi, tay của ta. Tay của ta bị sao thế này? Hôm nay tạm dùng tay của ngươi trả giá, thay cái chân ngươi lúc nãy đá xe ngựa của ta. Nếu còn dám ngông cuồng ức hiếp người khác, thì không chỉ đơn giản là phải trả giá bằng một cái tay đâu. Đi thôi nhân hạ. Vâng. Chợt có giọng nói vang lên, cô nương xin dừng bước chắc chắn cô nương là một người có thân phận bất phàm xin hãy cứu gia đình chúng tôi ông lão bà lão ta đang có chuyện quan trọng cần làm e rằng không giúp được các người rồi cô nghĩ thân phận hiện tại của mình không cho phép mình đi lo chuyện bao đồng nhưng bọn họ dập đầu van xin cô nương con gái ta con gái ta bị thiếu ra nhà họ làm nhục nhưng tên đó còn không buông tha muốn đuổi chúng ta đi khỏi đây nếu chúng ta không đi thì chúng sẽ đánh chết cả nhà ta tại đây cô nương xin hãy cứu chúng ta xin cho chúng ta một con đường sống tịch giao nghe vậy thì trong lòng không khỏi tức giận chơi bời rồi vứt bỏ sau đó đuổi cùng giết tận ư kiếp trước mình cũng gặp phải cảnh ngộ như vậy cô cúi xuống đỡ lấy ông lão ta không phải là một người từ bi gì cho cam chỉ là ta muốn xem bọn quyền quý nào mà lại làm ra loại chuyện ghê tởm như vậy ở trên lầu công tử mặc y phục đỏ chỉ tay xuống đừng nói thẩm đại ca huynh xem hình như bên đó có chuyện nói thiếu gia nhà ngươi là ai nếu dám cứng mồm thì không chỉ mất một bàn tay thôi đâu ta ta không thể nói được tịch dao đạp hắn ngã ra đất xin cô, ta thật sự không thể nói. Mọi người xung quanh thầm hả dạ, đáng lắm, cô nương đó đánh hay lắm. Lúc nãy chính mắt chúng ta chứng kiến, tên đó đánh mắng gia đình người ta. Loại người coi trời bằng vung như thế, đáng phải chịu trừng phạt. Chợt tiếng vỗ tay từ phía sau vang lên. Cô nương này trông xinh thật đấy, mặc dù có chút thô lỗ. Tên thuộc hạ liền lên tiếng, thiếu gia, thiếu gia cứu nô tài với. Tịch giao đanh mặt là hán ư. Người này mặc trên mình bộ áo gấm chất liệu tơ tằm, toát lên khí chất cao quý, chiếc dây tóc trên đầu cũng không phải tầm thường, thiếu gia chính cô ta đã đánh gãy tay nô tài nữ nhân này ra tay tàn bạo lắm thiếu gia nhất định phải cẩn thận nhé hắn tiến lại gần chỉ mặt cô bổn thiếu gia lại rất thích sự đánh đá này như vậy thì chơi mới thú vị tịch giao thầm bảo khuôn mặt cũng đẹp đẽ mà lòng dạ lại bất chính như vậy tịch giao bắt lấy tay hắn ta aizô ngươi xem cô ấy cũng rất chủ động kìa lập tức một cái bố cực mạnh vào mặt hắn ta trên khuôn mặt in rõ năm ngón tay đỏ chót cái tắt này để ngươi ghi nhớ phụ nữ không phải là đồ chơi để ngươi đùa bỡn bố cái tát này để ngươi quản thúc thuộc hạ của mình, chớ có chó cậy thế chủ ức hiếp người khác. Tịch Giao vả liên tiếp vào mặt hắn, bốp bốp bốp, cái này để ngươi chịu trách nhiệm cho hành vi của mình, chơi chán rồi bỏ, đuổi cùng giết tận, ngươi tưởng không ai trị được ngươi chắc. Tên nam nhân áo đỏ nhìn thấy vậy thì lo lắng gọi, Thẩm đại ca. Gia đình ông lão cũng quá đỗi kinh ngạc. Tịch Giao phủi tay thầm bảo, ai bảo ngươi dám động chân động tay, Tịch Giao ta không phải là kẻ chỉ biết chiêu vặn cổ tay này thôi đâu. Cẩn Vương bên trong kiệu thì nhoẻn miệng cười, ngươi, ngươi thật to gan, dám ra tay với cả con trai đích tôn của thừa tướng. Chẳng qua ngươi chỉ là một vương phi của một vương gia phế nhân thôi, ngươi không muốn sống nữa sao? Mọi người rầm rầm bàn tán, đó là con trai đích tôn của thừa tướng. Hóa ra cô ấy là vương phi, đều là những nhân vật hiển hách. Tên họ thẩm hỏi tên áo đỏ, Lý Bính, nãy ngươi nói cô ta là gì cơ? Thẩm đại ca, cô ta là một nữ tử rất có tiếng ở kinh thành, là con gái chính thất của phủ tướng quân, tên là Sở Tịch Giao, hiện đang là vương phi của Cần Vương Điện Hạ cẩn vương điện hạ đến đứng còn không đứng nổi thế mà lão tướng quân đó lại gả cháu gái duy nhất của mình cho một phế nhân như thế có thể thấy cô ta cũng chẳng có địa vị gì cho cam cô ta dám hạ nhục huynh như thế hắn nghe vậy thì tức giận đồ nữ nhân không biết trời cao đất dày này các ngươi xông lên hết cho ta lột sạch đồ cô ta ra ra đây muốn xem thử cô ta là cái đồ trinh tiết liệt nữ gì thẩm đại thiếu gia xin ngài đừng làm khó vị cô nương này ngài muốn làm gì chúng tôi chúng tôi cũng không dám oán thắn nửa lời sẽ nghe theo ngài hết bọn chúng đá ông lão ra cút rồi lao đến đấm thẳng mặt tịch dao cô nghiêng người tránh né rồi một cước đá bay một tên tiếp theo là đến lượt từng tên cũng bị cô đá bay hết cô ta cũng quá ghê gớm rồi đó một tên bất ngờ phóng một lúc ba con dao bay cái vút về phía tịch dao chết đi vì bị bất ngờ nên cô không kịp né tránh đúng lúc giải lụa trắng bay đến cản lấy con dao rơi xuống đất keng cô quay lại nhìn chiếc xe ngựa thầm ngạc nhiên lụa trắng tiếp đến các tên thuộc hạ bị quất tay tua có tên thì bị cuộn tròn như xác ướp tịch dao thầm cảm thán lợi hại quá giải lụa trắng này đúng là một bảo vật từ trong xe ngựa cận vương phóng ra rồi đáp lên lưng con ngựa ngài toát lên vẻ ngoài điểm tĩnh đầy khí phách trong thoáng chốc tịch giao thầm đứng hình mà thầm gọi tư không cần tên họ thẩm lúc này mới sợ hãi người của ta đã bị đánh tan tác chỉ trong tích tắc lý bính lên tiếng diễu cợt sở tịch giao chẳng qua ngươi chỉ là một con cờ bỏ đi của phủ tướng quân có gì hay ho mà càn quấy dù cẩn vương gia võ nghệ cao cường đến đâu cũng chỉ là một tên bỏ đi không làm nổi chuyện giường chiếu Ha ha ha, ngươi từ chối mỗi hôn sự với dục vương thật là sai lầm. Ta nghĩ chắc nửa đời còn lại ngươi sẽ phải trở thành một quả phụ sống thôi. Ha ha. Tên họ thẩm nghe vậy thì lo lắng sợ hãi. Lý Bính, người cầm mồm lại. Thẩm đại ca, cha huynh là tể tướng đương triều, đến hoàng thượng còn phải nể mặt vài phần. Huynh còn sợ con à này chắc? Tịch Giao bước đến thì hắn lùi về sau. Ngươi, ngươi định làm gì? Tịch Giao nói với tên họ thẩm, ngươi nếu không muốn ăn đòn thì tránh ra cho ta. Hắn lập tức lượn như gió tránh xa khỏi Lý Bính. Này nói gì? Nói lại lần nữa xem nào hửm ta nói cẩn vương là một tên tàn phế đến chuyện giường chiếu cũng không làm nổi nên cả đời ngươi sẽ là một quả phụ sống tịch giao hỏi ngươi muốn gãy tay hay chân ngươi ngươi dám cha ta là binh bộ thượng thư cha ta là người của thái tử điện hạ ngươi mà dám động đến ta thì thái tử điện hạ sẽ giết ngươi tịch giao thầm nghĩ thái tử điện hạ cha hắn là người của thái tử sao tịch giao quay sang nhìn cẩn vương ngài ấy liền gật đầu xác nhận chẳng lẽ ngươi không biết thái tử đã thân thiết với cẩn vương điện hạ ngay từ nhỏ sao ngươi nghĩ thái tử sẽ nghe lời ngươi sao từng lời từng chữ ngươi nói lúc nãy mọi người ở đây đều đã nghe rõ rành rành ta và phu quân ta không có ân oán gì với ngươi nhưng ngươi lại mắng mỏ hạ nhục chúng ta trước mặt mọi người ngươi có ý gì chẳng lẽ đó đều là những thứ cha ngươi dạy ngươi sao đồ đàn bà điên này ngươi ăn nói lung tung cái gì thế ta không ăn nói linh tinh những người ở đây đều có thể làm chứng chúng ta không thân không thích mà ngươi lại như vậy là ai đã sai khiến ngươi Nãy ta đang hỏi ngươi muốn gãy chân hay gãy tay, ngươi chọn xong chưa? Không, không, ngươi không được động đến ta, ngươi mà dám thì ta. Tịch giao trên ngang, nếu ngươi chưa nghĩ xong thì để ta quyết định thay ngươi vậy. Ta, ta sẽ bảo cha ta san bằng phủ đệ của các người. Bất ngờ một tiếng rắc vang lên. Lý Bính lăn ra đất mà thét lên. a à, cha ngươi vẫn chưa có tư cách san bằng vương phủ ta, làm quan thêm 10 năm nữa, cũng không có cái tư cách đó đâu. Cô nghĩ, mình vốn xác định kiếp này sẽ hành sự cẩn thận, chỉ làm những gì cần làm, thì mới có thể hoàn thành kế hoạch, nhưng mình phát hiện ra, đối với những kẻ mặt dày vô lại này, thì càng nhịn chúng càng được nước lấn tới. Cô hét lên, sở tịch giao ta bảo thủ, nói một là một. Cẩn vương điện hạ đã là phu quân của ta, sau này nếu có kẻ nào dám ăn nói ngông cuồng dị nghị về ngày ấy, không cẩn thận để ta nghe được, ta sẽ bẻ chân bẻ tay hắn. Ngoài ra, nếu có kẻ nào dám nói gì không phải với người nhà ta, vậy thì ta tuyên bố trước. Ngoài chuyện bẻ chân bẻ tay hắn, ta còn có chiêu này nữa. Bẻ đầu. Cô quay sang hai ông bà lão, sau này chúng còn dám bất kính với hai người thì cứ đến tìm ta. Tên họ thẩm liền nói, ta, ta biết phải làm thế nào rồi, sau này ta sẽ không gây khó dễ cho họ, ta sẽ sắp xếp chỗ ở ổn thỏa cho họ. Thẩm công tử, thấy ngươi có lòng hối cải, hơn nữa chuyện hôm nay chủ yếu là ngươi bị người ta xúi dục. Vậy nên tạm thời ta vẫn gửi lại tay chân ngươi trên người của ngươi, nhưng mà lúc nào cũng phải ghi nhớ đó. Nói rồi tịch giao bước lên kiệu tiếp tục trở về phủ sở tướng quân. Ngồi trong kiệu hai người im lặng suốt dọc đường. Lúc này tịch giao lên tiếng, điện hạ, nãy tại ta chúc phiền phức có lẽ chuyện này sẽ không chỉ dừng lại ở đây nhưng xin hãy yên tâm tịch giao sẽ gánh vác cẩn vương không đáp lời cô cô liếc qua nhìn sắc mặt ngài ấy không tốt đang giận sao thôi vậy mình hà tất phải suy nghĩ những chuyện không đâu vào đâu thế này làm gì cẩn vương mãi suy nghĩ câu nói lúc nãy của cô cẩn vương điện hạ đã là phu quân của ta sau này nếu có kẻ nào dám ăn nói ngông cuồng dị nghị về ngài ấy không cẩn thận để ta nghe được cẩn vương thầm bảo phu quân sao sau đó tiệc trong nhà tại phủ tướng quân trong bàn tiệc không khí có vẻ yên lặng chỉ có những người ngồi bên cạnh thì thầm với nhau sở tịch ngọc lên tiếng nghe đồn cẩn vương điện hạ là một ngọc diện chiến thần hôm nay có vinh hạnh gặp mặt đúng là phong độ tài hoa khiến người khác cảm thán không thôi tỷ tỷ thật là có phúc mới gả được cho một người có phong thái tiên nhân như cẩn vương điện hạ đây chăn nhi tiếp lời ai ra uổng công có vẻ ngoài đẹp trai mà lại không được hưởng lạc thú của người thường nếu là ta ta chẳng thà gả cho một người có thể chăn nhi muội muội sao lại ăn nói không biết chừng mực như vậy tỷ tỷ, chăn nhi còn nhỏ tuổi, vẫn rất đổi ngây thơ, tỷ đừng chấp nhặt nó nhé. Đó cũng là điều dễ hiểu, ai lại đi so đo với một đứa trẻ không hiểu chuyện làm gì. Sở tịch ngọc lại giả vờ giả vịt trong buổi tiệc gia đình, muốn hạ nhục mình một cách lấp lửng. Nếu là trước đây, nhất định mình sẽ không chịu được mà làm dùm beng. Đáng tiếc là ván cờ này của cô ta thất bại rồi. Tịch giao bảo, chăn nhi, linh nhi, lần trước muội nói đợi bọn ta thành hôn xong sẽ đi về. Nay bọn ta đã qua nhà lại mặt, mà các người vẫn ở đây không về. E rằng nhị thúc và tam thúc sẽ lo lắng đấy. Lưu Thị liền cáu gắt nói, họ là cháu gái của ta, ở phủ vài ngày thì đã sao, ngươi đã được gả đi rồi còn sợ chúng chiếm phòng của ngươi chắc. Mặc dù đã lấy chồng, nhưng ta vẫn mãi là con gái chính thất của phủ tướng quân, sự thật này mãi mãi sẽ không thay đổi. Kể cả ta không ở phủ, thì cũng hy vọng một số người nào đó chưa có ý đồ gì không nên có, hãy biết thân biết phận, chưa khiến người khác phải ghét bỏ. Người nào đó ở đây chẳng phải là ý chỉ chăn nhi, linh nhi sao? Cẩn vương thì vẫn im lặng mà chỉ nhìn tịch giao. Tối đến, cha, trời đã tối rồi, con đưa điện hạ về nghỉ ngơi đây ạ. Để Đông Nhi đưa điện hạ về nghỉ ngơi trước, có chuyện quan trọng cha và mẹ cần bàn với con. Lập tức một đám thuộc hạ khiên ghế vào. Họ dìu Cẩn Vương ngồi lên ghế, rồi sau đó đưa ngài rời đi. Tịch giao, điện hạ vẫn yếu ớt như vậy sao? Ngài ấy chỉ có thể ngồi hoặc nằm, dùng ghế khiêng đã là tiện nhất có thể rồi. Cẩn Vương điện hạ đối xử với con rất tốt, vốn hôm nay con định về lại mặt một mình. Mặc dù chàng không tiện đi lại nhưng vẫn nhất quyết đưa con về đây cô thầm bảo cứ cảm thấy không muốn cha mẹ buông lời trên ngày ấy con gái ngốc đáng thương của ta con đã động phòng với ngày ấy chưa vậy mẹ sao mẹ còn gấp gáp hơn cả con vậy vốn dĩ con không thân thiết với điện hạ vậy nên cũng cần phải làm quen một thời gian đã chứ con gái ngốc thì mẹ đang lo cho con mà nếu ngày ấy thật sự không thể thì mẹ sẽ có kế hoạch khác cho con mẹ không đâu mẹ đừng có lo lắng lung tung cha lưu bá đã chuyển lời với cha chưa rồi lưu bá bá đã cha ra nô tỳ đưa con áo kỳ lân vào đêm sinh nhật hoàng hậu nương nương chính là người của di nương theo lời nha hoàn đó nói đây là chủ ý của ca ca của di nương là tống nguyên khuê ông ta muốn dùng áo kỳ lân để đối phó với phủ tướng quân không ngờ nó dám cấu kết với người ngoài để hãm hại phủ tướng quân chúng ta rốt cuộc là có mưu đồ gì anh trai tống nguyên khuê của bà ta là thuộc hạ thân cận của thái tử điện hạ đêm đó thái tử điện hạ đã nói giúp chúng ta còn mắng nhiếc chúng thần trước mặt hoàng thượng tịch giao nghĩ chẳng lẽ hôm đó ngày ấy chỉ muốn lợi dụng bà ta để củng cố vị trí không ngờ thái tử điện hạ lại là loại người đó sau đó trên đường về tịch do thẩm ngẫm nghĩ câu nói của cha con gái trên đời này không phải cứ không đen là trắng không đơn giản như vậy lòng người luôn khó lường còn về di nương của con cô ta là em gái của binh bộ thượng thư gả qua đây dưới thân phận con gái dòng chính thất còn sinh con cho ta cha không thể bỏ cô ta chỉ vì chuyện này hơn nữa làm vậy rất có thể sẽ đánh rắn động cỏ cô tự nhủ bất kể thế nào mình cũng sẽ không để những kẻ có dã tâm đó làm hại đến bất kỳ ai trong phủ tướng quân tịch giao bước vào phòng cô thấy cẩn vương thì hỏi muộn vậy rồi sao còn chưa nghỉ ngơi trong lòng lại khó chịu sao đông nhi lại không biết ý mà đi sắp xếp cho ngày ấy ở phòng mình như vậy sách mà ngày ấy đang đọc là chết rồi đúng lúc cẩn vương quay sang hỏi quyển kế sách trị quốc và sử luận này là do nàng viết sao cô thầm kinh ngạc hốt hoảng đó là sách luận mình viết ra để thay đổi lịch sử quyển sử luận đó còn viết cả lịch sử của Bắc Yến vào 10 năm sau, còn làm phân tích sự kiện, nhớ bị ngày ấy nhìn thấy, thì chẳng phải sẽ coi ta là quái vật hay sao? Tịch giao nghĩ ngợi một hồi lâu rồi đáp, đâu có, rảnh rỗi nên ta chép sách thôi mà, đó chỉ là sách ta chép lại thôi, chữ viết cầu thả sợ làm bẩn mắt điện hạ, ngài vẫn nên. Cẩn vương ngắt lời, bổn vương lại cảm thấy nét chữ như nét người, nhìn rồng bay phượng múa nhưng lại tự nhiên phóng khoáng, sinh động hoạt bát, nét chữ sắc bén có lực, y như con người của vương phi vậy. Điện hạ quá khen, trời đã muộn rồi, Ngài nên nghỉ ngơi sớm thì hơn." Cô đưa tay lấy quyển sách thì bị ngăn lại. Bổn vương rất tò mò về hai cuốn sách này, vừa nãy ta mới ngó qua quyển trong tay, còn quyển nàng đang cầm thì ta chưa có xem. "Vậy điện hạ xem cuốn kế sách trị nước đi, còn cuốn sử luận này thì ta vẫn chưa chép xong, đợi ta chép xong sẽ đưa cho điện hạ xem." Mình vẫn không thể đọc được suy nghĩ của ngài ấy, sao ngón tay mình lại có chút run rẩy như vậy, lúc nào cũng không che giấu được cảm xúc trước mặt ngài ấy. Cẩn Vương nói, "Cũng được, cảm ơn vương phi trước nhé." Ta và ngài là vợ chồng, cần gì cảm ơn. Đêm nay nàng ở lại đây đi. Dù sao thì hôm nay cũng là ngày đầu tiên về lại mặt. Nếu để người khác phát hiện ra bất thường thì không hay đâu. Cô nghĩ đêm nay kiểu gì cũng không thoát được, nhưng cũng không phải lo. Với tình hình sức khỏe của ngài ấy, chỉ cần ngài ấy không dùng đến chiêu cửu thiên huyền thiếp lĩnh đó, thì cũng không làm gì được mình. Chân của cẩn vương đi lại không tiện. Nếu như chiếc ghế khiêng đó mà hoạt động giống với xe lăn thì tốt. Nếu lắp bánh vào ghế thì không biết có tác dụng không. Nàng đang nghĩ gì vậy? Ta đang nghĩ không biết điện hạ có cần ngâm chân không cũng tốt nhưng không cần ai hầu hạ để bổn vương tự làm tịch giao cẩn thận hỏi độ nóng của nước đã được chưa ừ cô thầm bảo chân ngài ấy ngoài việc trắng hơn người bình thường thì cũng không có gì khác biệt hơn nữa ngài ấy vốn không phải loại công tử ăn chơi lười biếng cẩn vương rửa xong thì nhấc chân lên bất ngờ va vào thành chậu làm ngã ra đổ nước khắp sàn cẩn vương chỉ biết im lặng mà cúi mặt buồn bã tịch giao thấy vậy thì nghĩ dáng vẻ này của ngài ấy trông y như một đứa trẻ đang mắc lỗi nhưng ít nhất thì bầu không khí này không làm mình sượng sùng như lúc nãy. Điện hạ, nên nghỉ ngơi rồi. Cô chòm người lấy cái chăn thì Cẩn Vương hỏi, nàng thương hại ta sao? Cô quay lại ngạc nhiên, hả? Thì khuôn mặt cô chạm gần mặt ngài ấy, Cẩn Vương nhìn cô chằm chằm làm tịch giao thầm lo lắng, ngài ấy đang tức điên lên vì cho rằng mình cố tình khinh bạc ngài ấy sao? Nhất định là ngài ấy là một người có lòng kiêu hãnh, quyết không cho phép người khác thương hại mình. Cô hỏi, điện hạ muốn ngủ bên trong hay, nhưng ở đây chỉ có một chiếc chăn nếu để ngài đắp hết nhỡ ta bị nhiễm phong hàn thì phải làm sao? Cẩn vương cúi mặt bảo, ta đắp như vậy được rồi. Sau đó hai người cùng đắp chung một chiếc chăn, cô vỗ vỗ bảo, điện hạ chớ để nhiễm phong hàn đấy, ngộ nhỡ xong lại chuyển nhiễm cho ta, thì cả hai chúng ta cứ xác định là bệnh mãi thôi. Cẩn vương nghe vậy thì nở nụ cười nhẹ trên môi. Một lát sau tịch giao đã nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Cẩn vương mở mắt ra nhìn quanh căn phòng mà ngạc nhiên. Căn phòng này không giống một phòng đầy đồ trang trí, phấn son trang sức như của nữ tử bình thường, trên bàn bày rất nhiều sách, Lúc nãy mình gần như đã lật xem toàn bộ số sách của cô ấy. Quyền sử luận đó, đó thật sự là một quyển sách quý, không những ghi chép rõ ràng lịch sử trước đây của Bắc Minh, mà còn ghi lại cả những sự việc 10 năm kế tiếp, cứ như là thật sự đã xảy ra vậy. Vừa nãy lừa cô ấy rằng mình chưa xem, không ngờ cô ấy liền thở phào nhẹ nhõm, còn cả quyển kế sách trị quốc nữa. Rốt cuộc cô ấy viết những thứ này cho ai? Sáng sớm hôm sau, Cận Vương mở mắt tỉnh dậy thì kinh ngạc. Tịch Giao trong cơn ngủ say đã ôm chặt lấy mình từ lúc nào? Ngài không vội đánh thức cô mà nhìn cô một cách chăm chú, rồi nhẹ nhàng vuốt mái tóc cô. chợt mí mắt cô khẽ động đậy làm Cẩn Vương khựng lại, rồi nhanh chóng giả vờ nhắm mắt lại. Tịch Giao thức dậy thấy thế thì toát mồ hôi, nhanh như gió thoát ra khỏi người của Cẩn Vương. Cô thở phù phù, may mà tỉnh sớm chưa để bị phát hiện. Tịch Giao tính rời đi thì bất ngờ Cẩn Vương mở mắt ra, cô lập tức sững người trong giây lát. Cẩn Vương hỏi nàng còn định như vậy trong bao lâu? À, ngài đừng hiểu lầm, ta, ta chỉ muốn xuống giường nên mới. Đúng lúc cánh cửa mở ra cùng giọng nói. Gia, nhân hạ đến hầu hạ ngài đây. Bầu không khí trong phòng trở nên ngại ngùng. Gia, nay sắc mặt của người tốt lên rất nhiều ạ, à. xem ra nghỉ ngơi ở đây là một chuyện tốt. Cẩn vương liền liếc cặp mắt sắc lạnh nhìn nhân hạ. Rồi lên tiếng trêu chọc, sáng nay bổn vương tỉnh giấc cứ thấy ngực mình đau đau, cũng không biết là vì sao nữa. Tịch giao thầm bảo, nghe câu này cứ thấy lạ lạ làm sao ấy. Vương Phi, tối qua lúc ngủ cùng vương ra, người có phát hiện thân thể của ngài ấy có gì bất thường không? Không, không có, ta ngủ say không biết gì cả hay lát nữa mời thái y qua xem sao. Tối qua không biết vì sao mà mình lại trườn qua đó, ngực ngài ấy bị đau lẽ nào là do mình đẻ vào. Cẩn vương cười nói, thôi không cần, có lẽ là do đây là lần đầu nằm trên chiếc giường này nên không quen, không cần phải đau to búa lớn đâu. Buổi trưa, tịch giao đang ngồi chăm chú nghĩ ngợi, thì đông nhi đi vào báo, tiểu thư không hay rồi. Hai vị công tử bị người dạy bảo trên đường đã dẫn theo cha mẹ đến đây rồi. Tịch giao hờ hững bảo, ừ, tiểu thư, sao người không lo lắng gì thế, họ đã đến phòng khách rồi chưa biết chừng giờ đang tìm lão ra để tố giác cũng nên người không qua đó xem thử sao tất nhiên là phải đi rồi nhưng trước đó ta có chuyện quan trọng hơn muốn giao cho em em đem bức họa này đến cho thợ thủ công lành nghề nhất trong thành là gì thế này em không hiểu bảo họ cứ làm theo bản vẽ trong này không được có bất kỳ sai lệch nào nếu làm tốt sẽ có thưởng lớn tiểu thư muốn thứ này làm gì cứ đợi làm xong rồi em sẽ biết thôi mang đến cho thợ thủ công trước đi đúng rồi tuyệt đối không được nhắc chuyện này với điện hạ đâu đấy tốt nhất là không nên để ngài ấy biết Video xin tạm dừng tại đây, hẹn gặp lại các bạn vào phần sau. Trong lúc chờ đợi phần mới của bộ truyện này, các bạn hãy vào kênh để xem những bộ truyện khác hay cũng không kém để giết thời gian nhé. Đừng quên đăng ký kênh và ấn chuông thông báo để không bỏ lỡ video tiếp theo. Cảm ơn các bạn, chúc các bạn một ngày vui vẻ và tràn đầy năng lượng.